Hello anh em nha, ngày hôm nay giới thiệu cho anh em hai loại khóa mới. Đây là loại khóa Kinbet. Đấy, đây là loại bé, còn đây là loại to. Hôm nay mình sẽ thử mở và đánh giá hai loại này xem thế nào. Intro đã. Siêu trộm. Chào mọi người, như đã giới thiệu thì trên tay tôi đây là loại khóa Kinbet. Ngày hôm nay tôi sẽ thử mở và sẽ đánh giá nó. Mở bằng nhiều thủ thuật, nhiều cách khác nhau. Và quan trọng là xem độ an toàn của nó đến đâu. Nhìn hoa văn thì tôi thấy đẹp rồi đấy, đây này. Nhìn hoa văn thì tôi thấy ok lắm rồi đấy. Đây nó có hai loại to hơn cả bé một chút. Bây giờ tôi sẽ thử mở cả hai nha. Tôi sẽ mở loại to trước. Đây, đây. Con dao này thì đây là dao gập. Anh em nào thích con này thì trên Shopee tôi có bán. Link ở dưới phần mô tả. Khóa cũng vậy. Không chỉ dao mà cả khóa cũng vậy. Hàng tôi đóng lúc nào cũng chắc chắn nên là mở ra hơi bị mệt mỏi. Tạo đây nha. Đây. Đây, cấu tạo bên ngoài của nó thì như thế này. Hoa văn rất là đẹp. Đây, các bạn có thể thấy bên ngoài thì nó rất là đẹp, đầy dặn. Đây là cái chỗ lỗ khóa của nó này. Đấy, như các bạn có thể thấy. Tôi sẽ dịch cái máy quay về đây một chút. Đó, đây như thế đi. Góc đấy. Đây như các bạn có thể thấy thì đây như này, đây là cấu tạo bên ngoài của khóa Kinbet. Đây, đây là chỗ cắm khóa. Đó, đây là cái chìa của nó. Ngày hôm nay tôi sẽ mở nó cho các bạn xem. Mới tinh luôn đấy, mới tinh trong bao ra luôn. Đây, đây là tôi sẽ thử mở nhé và không cần dùng chìa khóa, khóa nó lại, bỏ chìa khóa đi. Bây giờ tôi sẽ mở. Đúng rồi. Tôi sẽ mở nó bằng cái lông này. Đây. Thứ nhất, bỏ cái lông này đi. Không dùng cái lông nữa. Khóa nó lại. Cái que như thế này. Ba. Ok, như các bạn đã thấy đấy thì cái khóa này rất là dày dặn, nhưng mà khi kẻ trộm có thể phát hiện được điểm yếu của nó thì rất là dễ mở. Nhưng mà đây là cách mà tôi đã tìm hiểu và phải mày mò rất nhiều về nó. Còn ví dụ như là một tên, ví dụ như bình thường thì có rất là nhiều loại khóa trên thị trường. Để mà có thể làm được như vậy thì cũng hơi khó. Hôm nay tôi lại thử xem. Nhưng mà đấy chỉ là cách mở thông thường thôi. Chứ còn như kẻ trộm thì nhiều cái người ta cũng không biết, là người ta chỉ biết phá thôi. Ví dụ như tên trộm nó muốn phá thì mình cũng rất là dày dặn nha. Đây tôi bóc cái mới cho các bạn xem. Đây là cái bé, lúc nãy là cái to. Đây, như các bạn có thể thấy thì đây là cái loại bé hơn đây một chút. Đây là loại to, đây là loại bé này. Bây giờ tôi sẽ thử xem các loại bé nha. Đây, nó cũng có cái bọc chìa khóa như vậy. Đây. Đây. Bé hơn một chút thôi nhưng mà cũng rất dày dặn. Như các bạn đã thấy trên tay tôi đây là một viên nam châm. Càng khóa được làm bằng thép. Ở ngoài chỗ này thì tôi cảm nhận được nó làm bằng nhôm hoặc là bằng inox. Tôi nghĩ là bằng nhôm. Tại vì nó không hút, nam châm nó không hút. Đấy. Lõi khóa thì được làm bằng đồng. Chuôi là bằng inox, lưỡi được làm bằng đồng. Cái móc này là bằng sắt. Ok. Đấy, thì tôi đã đánh giá qua một chút. Bây giờ tôi sẽ cân nó. Tôi sẽ thử cân nó nhé. Cắm cái chìa vào nào. Bây giờ tôi sẽ thử cân nó này. Không, đúng không ạ? Bao nhiêu ạ? Như các bạn có thể thấy thì sao lại có hơn một lạng chưa? Sao lại nhẹ thế nhỉ? Lại. Đây, như các bạn có thể thấy thì đây là cân nặng của nó, 804 gram. Còn đấy là cái loại khóa bé, còn đây là loại khóa to thì sao?
Đây, loại khó to thì sao? 1 cân 079. 1 cân hơn 1 cân. Đấy. Ok, thì cân nặng cũng tương tự với hay thì cân nặng của nó cũng không chênh nhau là bao nhiêu. Nguyên lý hoạt động cũng vậy. Nó đắt hơn có 10 đến 20 nghìn thôi. Tôi sẽ thử mở cái khóa bé này nhé. Tất cả mọi đồ ở trong cửa hàng này tôi có bán ở trên Shopee. Anh em nào thích cái món hàng gì thì có thể liên hệ với tôi ở trên Shopee, nhắn tin hoặc là xem ở trên đấy đặt hàng nha. Shopee ở dưới phần mô tả. Đấy. Thì đây là loại chìa của nó sử dụng. Loại chìa này thì bình thường thôi, nhưng mà nếu mà biết cách thì vẫn có thể mở được bình thường. Cái trộm thì hầu như là người ta sẽ cưa, cắt, đập hoặc phá. Ở bên này thì đây là hai cái bên càng chống cắt thì rất là tốt. Nó chống được cắt ở bên ngoài này vào, mà nó không có chỗ để đây, cũng có chỗ để thoát nước này. Và cái loại chìa này là loại chìa rất là đặc biệt, nên là khó để đánh chìa theo. Rất là hay, nó có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng. Nếu như mà kẻ trộm mà hiểu được những cái mẹo như thế này, tôi sẽ không chỉ dạy cho hai cách mở cả. Nhưng mà nếu mà kẻ trộm hiểu thì tôi nghĩ là cũng đau đầu. Tại vì khóa nào cũng có thể mở thôi, khóa được thì chắc chắn sẽ mở được, nhưng mà nhanh hay lâu. Đấy, như các bạn xem clip của tôi thì phải hiểu là nhanh hay lâu, đúng không ạ? Cảm ơn các bạn. Đấy, vậy là ngày hôm nay chúng ta đã xem và đánh giá qua khóa Kinbet Lock. Anh em nào thấy video hay, bổ ích thì đăng ký kênh, like và chia sẻ giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn.